Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền Hình Việt Nam. Hôm nay là thứ sáu ngày 8 tây tháng 11 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video hai của hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận. Xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Phụ nữ Mỹ sẽ chết nhiều hơn sau cuộc bầu cử lạ lùng, khó hiểu này. Kính thưa quý vị, Ủy viên Hội đồng Quốc gia SP Tamara Funicello của Thụy Sĩ đã vận động cho sự bình đẳng giữa nam và nữ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Ngày thứ ba, năm Tây tháng 11, là một ngày đen đủi đối với họ với việc Donald Trump đắc cử tổng thống mỹ với những hậu quả đối với phụ nữ ở thụy sĩ trong cuộc phỏng vấn với dba một tờ báo lớn của thụy sĩ bà ấy sẽ giải thích lý do tại sao kết quả bầu cử ở mỹ lại khiến nhiều phụ nữ ở mỹ và cả ở thụy sĩ gặp nguy hiểm Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ đúng Tamara Funicello xác nhận. Lúc đầu tôi không nói nên lời. Và ở một mức độ nào đó tôi cảm thấy thật tệ, thật xấu hổ cho nữ giới Mỹ. Đúng như vậy, thật là xấu hổ. Donald Trump là một tội phạm tình dục đã bị kết án. Một kẻ đã có âm mưu đảo chính, có khuynh hướng phát xít mới và người mỹ vẫn bầu ông ấy làm tổng thống mỹ một lần nữa thật không thể tin được trình độ dân trí của phụ nữ mỹ tại sao không phải là kamala harris đừng ai nói với tôi rằng không có cái gọi là phân biệt giới tính trong xã hội mỹ nhé chiến dịch bầu cử này đã thể hiện một cách trắng trợn những tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá phụ nữ và nam giới khi nói đến kamala harris người ta nhanh chóng nói rằng bà ấy không mạnh bằng trong cuộc tranh luận này hay cuộc tranh luận kia. Và Donald Trump thì sao? Ông ta nhớ trước quên sao? Và có thể không tiếp tục trả lời phỏng vấn mà có thể đứng nhún nhảy theo điệu nhạc trong vòng 40 phút. Thật không thể tin được trình độ dân trí của người Mỹ nói chung. Vì kết quả bầu cử đã chứng minh rằng có rất nhiều phụ nữ đã bỏ phiếu cho Donald Trump. Bây giờ chúng ta biết rằng trở thành phụ nữ không giống như trở thành một nhà hoạt động vì nữ quyền. Cũng giống như việc trở thành một người đàn ông không đồng nghĩa với việc những người đàn ông ủng hộ một hệ thống coi thường phụ nữ. Kính thưa quý vị, rõ ràng việc Donald Trump tái đắc cử có ý nghĩa rất lớn đối với chính trị thế giới. Qua đó có một điều khá rõ ràng đó là tình hình của người thiểu số da màu ở Hoa Kỳ cũng như trên toàn thế giới sẽ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tamara Funicello là đồng chủ tịch của SP Woman, Thụy Sĩ. Bà đã tự mô tả mình là một nhà nữ quyền từ đầu đến chân và là một nhà xã hội chủ nghĩa bằng cả thể xác và tâm hồn. Năm 2019, bà là gương mặt đại diện cho nhiều cuộc đình công của phụ nữ Thụy Sĩ, khi bà được phóng viên dba hỏi cuộc bầu cử mỹ có ý nghĩa gì đối với phụ nữ kunicello trả lời rằng phụ nữ sẽ chết nhiều hơn vì sự lựa chọn này phụ nữ đã chết vì trump rồi ông ta đã lật ngược quyền phá thai ông ta đã công khai thừa nhận trước cuộc bầu cử này rằng ông ta đang xem xét việc cấm phụ nữ tiếp cận các biện pháp tránh thai như thuốc viên. ấy thế mà nhiều người phụ nữ Mỹ đã không màng đến tương lai của chính họ, của em gái, con gái và cháu gái họ. Họ vẫn dồn phiếu cho Donald Trump. Trong mỗi trường hợp, những tác động này đã được thể hiện rõ ràng vào năm 2016. Khi Trump lần đầu tiên trở thành tổng thống, độ phân cực chính trị trong xã hội Mỹ tăng lên tâm trạng trở nên tàn bạo hơn. Những điều không thể nói được đột nhiên đã trở thành có thể nói được. Chúng ta không được tin rằng những gì đang xảy ra ở Mỹ nó sẽ không liên quan đến chúng ta nhưng mà ngược lại nó sẽ rất liên quan đến chúng ta. Có những người như Andreas Klaner trong Quốc hội Thụy Sĩ ông ấy đã công khai ăn mừng chiến thắng của Trump và có cùng hệ tư tưởng sai lầm về phụ nữ giống như phong chúng tôi không thể chấp nhận điều đó cuộc bầu cử ở hoa kỳ này là bằng chứng cho thấy chúng ta sẽ mất gì khi chúng ta ngừng đấu tranh cho quyền phụ nữ hôm nay chúng ta có thể than khóc ngày mai chúng ta lại phải tiếp tục chiến đấu và may mắn thay ở thụy sĩ phụ nữ chúng tôi có nhiều cơ hội để tự bảo vệ mình trước nền chính trị vô nhân đạo chúng tôi có lá phiêu bầu chúng tôi có các cuộc bầu cử cấp tiểu bang và thành phố chúng tôi có thể xuống đường một cách tự do nhưng ở chiếc nôi dân chủ đầu đàn như nước mỹ tôi nghĩ giờ đây trở đi những phụ nữ mỹ sẽ khó có được nhiều quyền lực như phụ nữ ở châu âu việc donald trump đắc cử chắc chắn sẽ là một vấn đề ở đó cùng lúc đó thì albert grusty người đã công khai thừa nhận vào tuần trước rằng ông ta muốn donald trump đắc cử tổng thống mỹ thì ông này lại đang ngồi trong hội đồng liên bang thụy sĩ tức là tương đương với thượng viện vâng đối với tôi tuyên bố này của albert grusty cho thấy sự thay đổi lớn về cánh hữu mà chúng tôi đã gặp ở thụy sĩ tôi không hiểu làm thế nào ông ta có thể ủng hộ một người đàn ông muốn hạn chế nhiều hơn nữa quyền của phụ nữ và có khuynh hướng phát xít mới. Đó là một quan điểm chính trị sai lầm. Đơn giản là hội đồng liên bang Thụy Sĩ sẽ không nên ủng hộ những người có tư tưởng xem thường phụ nữ được làm việc trong hội đồng liên bang Thụy Sĩ là nơi cơ cấu quyền lực cao nhất của đất nước. Đối với phụ nữ Mỹ chúng tôi không có ảnh hưởng gì và cũng không thể giúp gì được cho họ chúng tôi chỉ tiếc cho những người phụ nữ khi có cơ hội đã không thể hiện quyền lực đúng đắn qua lá phiếu trong cuộc bầu cử quan trọng vừa rồi và chúng tôi biết rằng sau cuộc bầu cử này sẽ có thêm nhiều phụ nữ nữa mất mạng vì những lực cấm phá thai hà khắc tại nhiều tiểu bang và có lẽ là sẽ trên toàn quốc nếu ông Trump và đảng Cộng Hòa cùng nhau ra tay. Thật tiếc và thật buồn cho thân phận những người phụ nữ Mỹ. Và bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay kính thưa quý vị. Với nhân đề khi nào nước Mỹ có được một nữ tổng thống. Kính thưa quý vị, nhiều cử tri nữ giới sau cuộc bầu cử đã than thở về cơ hội đã bị bỏ lỡ để đưa một người phụ nữ vào phòng bầu dục và tự hỏi liệu điều đó có bao giờ xảy ra hay ít nhất là khi nào xảy ra hay không. Các cử tri đã có cơ hội trong cuộc bầu cử này để phá vỡ rào cản lớn nhất trong nền chính trị Hoa Kỳ bằng cách bầu Kamala Harris làm nữ tổng thống đầu tiên của quốc gia. Nhưng thay vào đó, họ đã đưa Donald Trump, một kẻ bất xứng trở lại tòa Bạch ốc một sự trở lại dựa trên sự ủng hộ đáng kể thậm chí nó còn được cải thiện nhờ vào những lá phiếu của phụ nữ đây chính là điều mà tôi thực sự khó hiểu về nhận thức chính trị và hiểu biết của phụ nữ mỹ tôi có thể đơn giản đưa ra một vài ví dụ bridges brady davis một phụ nữ chuyển giới da đen vừa giành được nhiệm kỳ 2 năm trong ban quản lý nước của khu vực Chicago, cho biết rằng Tôi thực sự rất kinh ngạc. Tôi thất vọng với những người Mỹ đồng hương của mình rằng một lần nữa chúng ta đã không bầu một người phụ nữ đủ tiêu chuẩn vào vị trí tổng thống. Chúng ta đã đánh mất cơ hội hiếm có này. Những người ủng hộ Donald Trump như Catherine Mickenson, một sinh viên đại học 20 tuổi đến từ South Dakota, cho biết cuộc đua này tập trung vào các giá trị và các vấn đề như kinh tế, chứ không phải giới tính. Ngay cả bản thân Kamala Harris cũng tìm kiếm vị trí của mình trong lịch sử mà không bận tâm đến giới tính của mình. Catherine Mickenson cho biết rằng, mặc dù tôi nghĩ rằng rất nhiều phụ nữ muốn có một nữ tổng thống, bao gồm cả tôi, nhưng chúng tôi sẽ không bỏ phiếu một cách mù quáng cho một người phụ nữ vì bà ta không đủ mạnh như một người đàn ông. Bất chấp tiềm năng tạo nên lịch sử của chiến dịch của Kamala Harris, bà đã không thể mở rộng sự ủng hộ của phụ nữ dành cho Tổng thống Joe Biden năm 2020 để củng cố chiến thắng. Theo AP Vodcast, một cuộc khảo sát toàn diện với hơn 120.000 cử tri trên toàn quốc, thì có 53% phụ nữ ủng hộ Kamala Harris so với 46% ủng hộ cho Trump. Thưa quý vị, viễn cảnh bầu ra một nữ tổng thống đầu tiên không được coi là động lực thúc đẩy cử tri. Chỉ có khoảng 1 trong 10 cử tri cho biết việc Kamala Harris sẽ là người phụ nữ đầu tiên giữ chức tổng thống là yếu tố quan trọng nhất khiến họ bỏ phiếu chỉ có một phần trăm trong khi khoảng một phần tư cho biết đó là động lực quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất Denise Martin ở Georgia có cái nhìn ám đạm hơn nói rằng tôi thực sự cảm thấy rằng phần lớn người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một người phụ nữ lên làm người lãnh đạo quốc gia họ quá thiển cận so với phần còn lại của thế giới với các nữ hoàng, nữ tổng thống, nữ thủ tướng. Phụ nữ da đen đặc biệt quan tâm đến tiềm năng trở thành tổng thống đầu tiên. Đó là có khoảng 1 phần 3 cho biết đây là yếu tố quan trọng nhất khiến họ bỏ phiếu. Maya Davis, một phụ nữ da đen, luật sư 27 tuổi ở North Carolina, đưa ra giả thuyết rằng danh tính của kamala harris là một phụ nữ da đen và nam á đã hoàn toàn đóng vai trò trong thất bại của bà những người phụ nữ ủng hộ trump đã bị mê hoặc bởi trump khi ông ta áp dụng phong cách vận động tranh cử cực kỳ nam tính sử dụng những ẩn dụ phân biệt giới tính và tuyên thệ bảo vệ phụ nữ dù họ có thích hay không họ thấy lời lẽ của ông ta có lẽ hơi cường điệu, nhưng mà ít đáng lo ngại hơn những lo ngại về kinh tế, nhập cư, giá xăng và phá thai. Chrissy Burner đến từ Greenville, South Carolina, đã gọi Trump là người ủng hộ phụ nữ và mô tả những người phụ nữ ủng hộ Kamala Harris là bị truyền thông đánh lừa và cho biết chính sách biên giới nghiêm ngặt của Trump và lập trường cấm các vận động viên chuyển giới tham gia các môn thể thao dành cho phụ nữ sẽ có lợi cho tất cả phụ nữ. Virginia King, 19 tuổi đến từ Dallas, đã nói về bản chất không theo kịch bản của Trump và nói rằng ông ấy chỉ nói thẳng về những gì ông ấy nghĩ và những gì ông ấy làm, trong khi những người khác lại che giấu điều đó. Có lẽ điều đó không lý tưởng nhưng điều đó không khiến tôi không ủng hộ ông ấy. Những phụ nữ khác thưa quý vị, họ thấy lời tuyên bố khoa trương của Donald Trump là đáng ngại và họ lo ngại một nhiệm kỳ thứ hai của Trump sẽ đe dọa thêm nhiều quyền của họ. Hai năm sau khi những người được ông ta bổ nhiệm vào tòa án tối cao đã góp phần lật ngược quyền phá thai. Giáo viên đang nghỉ hưu Mary Ellen Brown 66 tuổi ở Pennsylvania, cho biết rằng tất cả các biện pháp bảo vệ phụ nữ sẽ biến mất nếu bạn không bảo vệ vấn đề cơ bản của nền dân chủ ngay từ đầu. Tôi đã mặc bộ đồ màu đen vào ngày thứ tư và lo sợ gia đình tôi đang mất niềm tin vào đất nước này. Sau khi Kamala Harris bước vào cuộc đua vào tháng 7, Trump đã tăng gấp đôi lời bông đùa mà nhiều người thấy là gia trưởng và tệ hơn khi mà ông ta cố gắng thu hẹp khoảng cách giới tính. Donald Trump cũng xúc phạm nhiều người khi gọi bà Kamala Harris là ngu ngốc và lười biếng. Hoặc người bạn đồng hành tranh cử của Trump là J.D. Vance đã gọi phó tổng thống Harris là rác rưởi. Những lời phát biểu như vậy, nó vẫn không làm Nina Christina, một y tá ở North Carolina, bận tâm hơn là đến việc nuôi con của mình. Christina 35 tuổi đã bỏ phiếu cho Donald Trump và nói rằng việc tồn tại trong cuộc sống hàng ngày nó có khó khăn nhiều đối với tôi. Tôi quan tâm đến nền kinh tế nhiều hơn và tôi đã bỏ phiếu cho ông ấy vì kinh tế. Những người ủng hộ bà Kamala Harris hoan nghênh tâm trạng lạc quan sau những gì họ coi là một loạt những trở ngại đối với sự tiến bộ của phụ nữ trong những năm gần đây. Họ cho rằng khối lượng công việc tăng đột biến trong thời kỳ đại dịch. Khi trẻ em phải nghỉ học vào năm 2020, việc lật ngược phán quyết Roe kiện Wade vào năm 2022 và các vụ kiện Me Too, một số vụ kiện chống lại phòng. Tại Minneapolis, bà Audrey Wesley, 90 tuổi. Bà là người đã bỏ phiếu trong nhiều cuộc bầu cử tổng thống đến mức mà bà không thể nhớ được bao nhiêu lần. Cho biết bà hy vọng chiến thắng của Kamala Harris sẽ mở ra sự trỗi dậy của lưỡng đảng. Bà nói rằng tôi không thể tin một người đàn ông đã làm nhiều điều vi phạm pháp luật như vậy. Lại có thể ra tranh cử tổng thống. Hệ thống của chúng ta đã bị phá vỡ mất rồi người Mỹ bây giờ không còn coi trọng nhân cách và đạo đức nữa. Tôi buồn lắm. Một số cử tri nữ đã trải qua khoảng cách giới tính trong chính ngôi nhà hoặc gia đình của họ. Những người phụ nữ như Dee Bettino, 55 tuổi ở New Jersey, bà bỏ phiếu cho Kamala Harris, trong khi chồng bà bỏ phiếu cho Donald Trump. Bettino cho biết rằng, việc có một nữ tổng thống không phải là điều gì to tác đối với tôi. Nhưng tôi thực sự tin rằng nền dân chủ của chúng ta đang phải đối mặt với mối đe dọa lớn nhất trong lịch sử và Trump phải bị ngăn chặn. Martin, 61 tuổi, là một tiếp viên hàng không. Người bạn đời của bà là một phi công. Ông đã bỏ phiếu cho Trump lần thứ ba. Và bà đã bỏ phiếu cho Biden và Harris. Khi nói về chính trị là điều căng thẳng và đau đớn. Và họ đã luôn cố gắng để tránh nói chuyện về chính trị khi họ có mặt trong nhà. Khi bà Clinton thua cuộc năm 2016, bà Martin cho biết là bà đã rất đau khổ và không thể nói chuyện với bạn đời của bà trong nhiều tuần lễ. Năm nay thì bà Martin hy vọng sẽ được ăn mừng sự lên ngôi của nữ tổng thống đầu tiên. Một người phụ nữ mà bà ủng hộ không phải vì bà là phụ nữ, mà vì bà ấy là ứng cử viên phù hợp nhất. Rất chu đáo, rất thông minh, rất biết cách ăn nổi. Nhưng tin tức có vẻ không tốt. Cho nên bà đi ngủ, bà thức dậy và thấy cuộc đua được gọi là của Trump. Và bà đã khóc suốt ngày hôm đó trong số những mối quan tâm chính của bà là tương lai của nền dân chủ, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sinh sản cho phụ nữ trẻ, tôn trọng khoa học và quan tâm đến biến đổi khí hậu và vị thế của Hoa Kỳ trên trường thế giới. Kính thưa quý vị, một số phụ nữ đã bỏ phiếu cho Kamala Harris nói với AP rằng họ quá choáng váng đến nói về tin tức này một người nói rằng tôi rất đau khổ tôi cần một chút thời gian yên tĩnh thế giới sẽ thay đổi nhưng chúng ta phải tìm ra cách để thay đổi chúng ta không thể để điều này hủy hoại chúng ta và lời kết của bài bình luận này kính thưa quý vị và với câu hỏi khi nào nước mỹ có được một nữ tổng thống thì câu trả lời thật lòng của tôi thưa quý vị người mỹ hãy mở mắt ra nhìn ra thế giới để thấy rằng người mỹ cần học rất nhiều điều hay điều tốt từ nhiều quốc gia trên thế giới họ chỉ thua nước mỹ về mức độ giàu có về con số các tỷ phú triệu phú về sức mạnh quân sự và công nghệ tối tân nhưng về nhiều lãnh vực khác họ hơn hẳn nước mỹ đó là trình độ dân trí giáo dục an sinh xã hội chăm sóc sức khỏe cho trẻ em và người già người tàn tật an toàn xã hội và cộng đồng nhận thức chính trị của họ luôn xét nét các ứng cử viên chính trị về nhiều mặt quan trọng liên quan đến nhân cách đạo đức đời tư quan hệ gia đình học vấn cách đối nhân xử thế và các chính trị gia này chỉ cần vướng phải một điểm trừ thôi thì coi như phải bỏ cuộc không thể tiến xa hơn trong chính trường nhiều quốc gia có nữ hoàng có nữ thủ tướng nữ tổng thống đó là những chuyện rất bình thường và nó lại càng bình thường hơn nữa khi một lãnh vực bị sai sót bị lầm lỗi thì người lãnh đạo của khu vực đó một vị bộ trưởng đó một vị tổng thống hay thủ tướng đó họ sẽ nhanh chóng lên tiếng từ chức và xin lỗi họ không tham quyền cố vị đó là phong cách chính trị của những người châu âu nhưng mà những cách hành xử này giới chính trị gia mỹ chưa học được và chưa làm được bằng chứng là nhiều nhà lập pháp mỹ vẫn ôm ghế cứng ngắc không buông tay kể cả khi bị phanh phui ra các vụ lạm dụng tình dục tham nhũng đạo đức suy đồi đó chính là những sự khác biệt, thưa quý vị. Và một điều chắc chắn tôi có thể nói rằng, với một ứng cử viên tổng thống hay thủ tướng, nếu có lý lịch xấu xa như Trump, là không bao giờ được phép ra ứng cử ở phần còn lại của thế giới, đặc biệt nhất là tại các quốc gia châu Âu, không thể nào. Người dân và hệ thống ở đây rất khắc khe với nhân cách và đạo đức của các nhà lãnh đạo. Thế nhưng người Mỹ không màng đến nhân cách và đạo đức. Họ vẫn thoải mái, tự hào, bỏ phiếu cho một kẻ lừa đảo từng bị kết tội. Từng làm đảo chính, từng ăn cắp tài liệu mật của quốc gia, từng tham nhũng, từng khen ngợi và liên lạc với các lãnh đạo các quốc gia đối thủ của Mỹ. Ngày xưa, khi tôi còn nhỏ, tôi hay nghe mọi người nói câu là America is number one. Cái gì của Mỹ cũng đều là number one cả. Từ đồ ăn, thức uống, hàng vải, đồ xa xỉ, đồ công nghệ, máy móc. Nhưng bây giờ tôi biết rằng sự thật nó không đúng như vậy. Mà phải nên nói là America is number 10. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi xin kính chúc quý vị thính giả được luôn an lành nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày chủ nhật xin kính chào